Hiện tại đây thì chúng ta đang ở đền Hùng. Vâng, đây là cổng tam quan. Hiện tại thì cổng này thì trên nó có bốn chữ đại tự rất lớn, đó là Cao Sơn Cảnh Hành. Đấy, theo dịch còn nghĩa của nó nghĩa là lên núi cao, nhìn xa rộng, hoặc là có cái dịch theo nghĩa khác là Cao Sơn Cảnh Hạnh, là đức lớn như núi cao. Còn bây giờ thì mời nhà mình tiếp tục di chuyển, chúng ta sẽ lên trên đền Hạ nhé. Rồi, mọi người cùng với Phước Sửu và anh hướng dẫn viên Quân sẽ cùng với mọi người đi ghé thăm bao nhiêu bậc để lên tới đền Hùng vậy anh? Mình sẽ leo khoảng 225 bậc. 225 bậc để chúng ta lên đền Hạ thôi. Mới leo đền Hạ thôi. Có đền Hạ, đền Thượng. Đền Trung, đền Thượng. Đền Hạ, đền Trung, đền Thượng và mới đến đền Hùng phải không anh? Không, đây là núi này là núi Nghĩa Lĩnh. Nghĩa Lĩnh. Hay gọi là núi Hùng. Dạ. Hiện tại chúng ta đang đây là thuộc về đền Hùng. Dạ. Khu vực này thuộc về đền Hùng. Và chúng ta sẽ leo những cái bậc đá đó để chúng ta lên trên cái khu điểm cao nhất của ngọn núi này là cao độ cao 175 m so với mực nước biển. Về lịch sử đó anh thì cái đền Hùng này được thành lập khi nào và đền Hùng nào thì là đây là nơi thờ các vua Hùng. Và các vua Hùng nghĩa là lấy chung 18 đời vua Hùng. Mình có 18 đời vua Hùng tất cả. Chứ không phải là có riêng một vua Hùng, một vua Hùng mà có 18 vua Hùng được thờ tại đây. Và ngôi đền này được xây dựng từ thế kỷ thứ 17. Nơi đây là đền thờ thôi, có chôn cất hay là làm gì? Chôn cất thì theo khảo cổ học thì hiện tại thì ở đây thì có một cái lăng mộ thì tương truyền đó là vua Hùng đời thứ 6. Theo như khảo cổ. Thứ 6 hay là 16? Đời thứ 6 ạ. À vậy hả? Nghĩa là theo khảo cổ, theo những nhà khảo cổ người ta khảo sát, người ta tìm hiểu qua những cái loại gốm người còn lại ở trong cái khu mộ đó thì là của vua Hùng đời thứ 6. Cho em hỏi mỗi lần cái dịp mà tổ chức lễ hội là ngày mùng 10 tháng 3 đó thì tổ chức ở đây thì người dân có được leo bộ lên đền Hùng hay không? Vào những cái dịp lễ thì thường là người sẽ có bắt đầu từ ngày mùng 5. Người ta sẽ tổ chức bắt đầu lễ hội đến ngày mùng 10 tháng 3 và du khách sẽ tất cả sẽ phải đeo bộ như thế này. Và thường thường hàng năm thì chúng ta sẽ tổ chức lễ hội vào ngày 10 tháng 3 thì 15 năm chúng ta tổ chức quốc lễ một lần. Ngày 5 năm sẽ làm một cái lễ to. Còn bình thường là mỗi năm là chúng ta sẽ tổ chức một cái dỗ bình thường, dỗ bé thôi. Nhưng mà ở đây thì cứ đến ngày mùng 10 tháng 3 thì rất là đông. Rất là đông du khách về để làm lễ dỗ tổ. Cho em hỏi tí xíu là mỗi lần tổ chức lễ hội như vậy thì nó có phát ấn hay là nó có phát ở đây mình không có phát ấn. Ở đền Hùng mình không làm lễ phát ấn. Phát ấn thì phải là mình về khu đền Trần cơ. Đền Trần mới có phát ấn. Đền Trần mới phát ấn. Còn khi mà tổ chức những cái lễ hội đây thì nó diễn ra những cái tiết mục gì hoặc là ở đây thì sẽ có những cái trò chơi dân gian sẽ có ở phía dưới. Có cả khu múa rối cho chúng ta ra tham quan. Đa số là du đây mà ngồi người về đây là làm lễ. Thật ra thì những cái trò chơi dân gian hay những cái trò chơi mà được tổ chức thì đa số ở phía dưới sân trung tâm thôi. Đây là những cái bậc đá. Bậc đá để chúng ta di chuyển. Thay mới rồi là nó bằng sẽ bằng đá như vậy và bằng đá như này. Trước là hình đá như này này. Đúng rồi. Bằng đá và cái loại đá kiểu đất mình đắp vào thôi. Bây giờ thì sau rất nhiều lần tôn tạo thì chúng ta làm những cái bậc đá như thế này và những cái chiếu nghỉ lớn dài để cho du khách đi có thể nghỉ chân. Đúng rồi. Đấy, đây là chúng ta sẽ leo 225 bậc đá đầu tiên nhé. Chúng ta sẽ leo lên đền Hạ. Đền Hạ thì là tương truyền ngày xưa là mẹ Âu Cơ là sinh ra bọc trăm trứng ở trên đó và nở ra trăm người con. Và phía sau có cái giếng thì tương truyền cái giếng đó là nơi mẹ Âu Cơ đã ấp cái bọc trứng của mình tại đó. Là nơi đây là tương truyền là nơi mẹ Âu Cơ sinh ra trăm trứng đó, trăm trứng vâng ạ. Và sau và nở ra 100 chàng trai. 100 chàng trai. Nguồn gốc đồng bào mình đấy. Mệt nghỉ chú ạ. Cứ mình cứ ấy, có các chú thì chúng ta cứ mệt thì chúng ta nghỉ thôi. Cứ ai cứ mệt thì chúng ta nghỉ thôi bạn. Khi nào lên tới đỉnh thì thôi ha. Dạ. Đèo cao thì mặc đèo cao. Ta lên tới đỉnh thì cao hơn đèo phải không? Rồi. Cố lên nào cả nhà ơi, sắp tới ha. Đây là cái quãng đường dài nhất mà chúng ta phải đi. Là 225 bậc đá chứ còn bậc sau chỉ có 168 bậc thôi. Xin chào tất cả mọi người, mình với bạn hướng dẫn viên Quân đang có mặt tại đền Hùng Phú Thọ. Và hiện tại hai anh em cùng với đoàn là đi được khoảng hơn 200 bậc thang phải không anh Quân? Hơn 500 bậc rồi. Hơn 500 bậc rồi. Thì mình đi bộ từ dưới lên và hiện tại bây giờ mình đang ở đền Thượng. Đúng rồi, từ đền Hạ
đến đền Trung và đền Thượng. Và một cái điều đặc biệt là ở đây cái đền này rất là linh thiêng và có rất là nhiều cái di tích. Thì anh Quân thì có thể giới thiệu cho mình là cái đền này thì nó có những cái lịch sử như thế nào vậy anh? Hiện tại thì đây là nơi mà ngày xưa các vua Hùng là lên trên đây để tế lễ trời đất vào cái dịp đầu năm. Và đặc biệt là ở đây có một cái hòn đá thề ở bên kia thì mình có thể xem cái hòn đá bắt đầu mình di chuyển qua hòn đá thề. Hòn đá thề này thì nó có nội dung như thế nào và cái truyền thuyết như thế nào vậy anh? Mà các vua Hùng mà được truyền ngôi, nghĩa là sang đến đời con truyền ngôi cho con thì là sẽ lên trên đây đứng ở giữa hòn đá thề này và thề để bảo vệ non sông đất nước. Là đứng đây khi mà được nhận nhiệm chức được rồi là bắt đầu lên đây là đứng đây là thề, đứng trước hòn đá này và thề bảo vệ non sông đất nước. Còn trong này là nơi mà các vua Hùng là tế lễ trời đất, vâng, để cầu xin cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Ở đây là có ba đền, đền Hà, đền Trung và đền Thượng. Đây là cái đền cao nhất, đền cao nhất ở độ cao 175m so với mực nước biển. Đây là thuộc vào của ngọn núi nào? Núi Nghĩa Lĩnh. Nghĩa Lĩnh. Đây là núi Nghĩa Lĩnh hay gọi là núi Cả. Thường thường những cái dịp dỗ tổ sẽ tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch phải không anh? Mùng 10 tháng 3 âm lịch. Thì khi mà tổ chức những cái lễ hội như vậy thì người dân có được về đây và leo lên trên đền thờ này để người dân sẽ được leo trên đây làm lễ như bình thường. Và chỉ có khi mà các ông lớn về đây làm lễ, vị quan là làm lớn ấy, mình vào đây các vị lãnh đạo cấp cao làm lễ thì chúng ta không lên được. Và sau khi các vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước chúng ta làm lễ xong thì người dân có thể lên đây lễ được bình thường. Quay lại cho em hỏi chi xíu, ngoài ngoài ba cái đền này thì còn một cái đền giếng. Thì cái đền giếng đó là nó là cái giếng hay sao vậy anh? Cái đền giếng ở phía dưới. Phía dưới ở đó có một cái giếng. Có một cái giếng bên trong đền là một cái giếng. Và ở trong đó thì tương truyền ngày xưa hai công chúa Ngọc Hoa và Tiên Dung là đi theo cha về đây, con của vua Hùng đời thứ 18 là đi theo cha về đây vừa tham quan cũng như là vừa lễ dỗ tổ ở đây. Thì là thường thường hai bà là ngồi ở đó để soi gương giống cái giếng của mình để chải tóc. Và hai bà là có cái công giúp đỡ nhân dân là trị thủy. Trị thủy, trồng lúa không? Và là dạy dân cách trồng lúa. Trồng lúa nước. Tưởng nhớ tới công ơn của hai bà. Thì là chúng ta đã lập cái đền thờ của hai bà ở dưới cái khu đền giếng đó, nơi mà hai bà mỗi lần về đây là thường thường là xuống đó ngồi chơi dạo mát cũng như là soi gương chải tóc ở đó. Với lại cho em hỏi một tí xíu là ở đây có một cái mộ, lăng mộ. Thì truyền thuyết ở đây là lăng mộ của vua Hùng thứ mấy vậy? Lăng mộ thì ở ngay phía dưới này thôi. Chúng ta lát nữa chúng ta sẽ đi xuống dưới ngay một đoạn ngay đây thôi. Và lăng mộ này thì tương truyền đây là lăng mộ của vua Hùng đời thứ 6. Theo các nhà khảo cổ, người ta khảo sát và người ta tìm hiểu từ những cái mảnh gốm còn lại ở quanh khu mộ thì đây là được ghi nhận là lăng mộ của vua Hùng đời thứ 6. Quá tuyệt vời. Bắt đầu mình với lại anh Quân sẽ khám phá. Nhà mình sẽ đi xuống dưới nhé. Đền giếng ha. Vâng, xuống lăng mộ trước. Ok, lăng mộ và đền giếng. Chào tất cả mọi người, mình với lại bạn Quân đang đứng tại một cái đền gọi là đền giếng trong cái cụm mà đền của vua Hùng. Phong Quân, thì ở đây có cái gì nét bề dày lịch sử như thế nào và nó có cái giếng hay sao mà gọi là đền giếng vậy Quân? Hiện tại thì đây mình đang đứng đây tại đây là đền giếng. Nơi mà ngày xưa hai công chúa Ngọc Hoa và Tiên Dung khi mà đi theo vua cha là đời vua Hùng thứ 18 đó, là về đây thì thường thường là ngồi ở dưới này là soi gương chải tóc ở trong kia. Trong cái giếng này bên trong kia nó có một cái giếng. Phía bên trong nhà mình nếu mà muốn thì mình có thể vào tham quan, nhưng mà khi vào tham quan chúng ta nhớ bỏ giày dép ở ngoài. Rồi. Mình có thể di chuyển vào trong tham quan, bên trong vẫn còn một cái giếng cổ bên trong đó. Một giếng cổ. Vâng, ngày xưa thì ở đây thì nó không có cái mái đèn như này. Mà nó chỉ có một cái giếng thôi. Và bây giờ là xây dựng lại và sau này thì chúng ta xây dựng thành một cái đền để tưởng nhớ tới công lao của hai bà. Nó có công giúp đỡ nhân dân trong cái việc đó là trị thủy. Cũng như là dạy dân cách trồng lúa nước làm sao cho hiệu quả nhất. Và để tưởng nhớ công ơn của hai bà đó thì người dân đây người ta đã lập một cái đền thờ tại đây. Đây là cái nơi mà bà hay khi về đây thường thường xuống đây ngồi, thứ nhất để hóng mát. Hóng mát. Vâng, thứ hai nữa là hai bà sẽ chải tóc mà khi mà soi xuống cái giếng đó. Cái giếng. Vâng ạ. Và mà tại sao một cái trên cái bậc cao như vậy mà là có một cái giếng trên cái núi thì nó rất là kỳ lạ ha. Đó giống như một cái giếng mắt rồng. Mắt rồng. Ở ngoài Bắc mình ấy là có những cái giếng rất là lạ. Thường thường người ta gọi là giếng mắt rồng. Tại vì là thường thường ở trên núi cao mà độ cao như vậy mà những cái giếng đó nó có thể giữ nước lại. Đúng rồi. Vâng, đó.
Thì ở đây thì cũng có một cái điều đặc biệt nữa là tại đây là năm 1945, ngày 19 tháng 9 năm 1945, thì Bác Hồ đã ngồi đây cùng với lại các đồng chí trước khi về tiếp quản thủ đô. Thì đã nói chuyện và Bác Hồ đã có câu nói rất nổi tiếng, đó là các vua hùng đã có công dựng nước, ba cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Kia là tấm bia. Đây là cái lời nói của Bác Hồ. Lời nói của Bác Hồ, câu nói rất nổi tiếng của Bác đấy. Đúng rồi. Thì nhà mình có thể vào đó tham quan. Tấm bia vẫn ở đây, người ta khắc tấm bia đây rồi. Rồi, bắt đầu. Rồi. Mình vào tham quan cái giếng của đây là cái câu nói ngày 19 tháng 9 năm 1954 đấy. Bác Hồ nói với cán bộ chiến sĩ đại đoàn 308 quân tiên phong trước khi tiếp quản thủ đô Hà Nội phải không? Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Ok. Con mang dép vô. Lấy nhà mình vô đi. Trước đi. Nhà mình vào bên trong. Vào bên trong rồi cái. Vào bên trong luôn. Đây là cái giếng ha. Giếng học của hai bà. Wow. Nhưng mà bây giờ còn nước không à? Rất là trong. Wow. Nhiều nước luôn. Còn nhiều nước luôn nè. Vâng. Đây, kia. Hôm qua là mưa. Wow. Trên núi mà có một cái giếng rất là trong, nhiều nước ha. Điện đấy. Trong khu công nghiệp anh nhá. À dạ. Yeah. Thì cái nước, cái chợ này kia nhưng mà nó sẽ rất là sâu. Thì